Vy xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Ngữ Pháp Tình Yêu. Thưa quý vị, cuộc sống vốn có nhiều sắc màu và tình yêu cũng thế. Tình yêu thì có những quy luật riêng, những lý lẽ riêng mà đôi khi con người không thể ngờ đến được. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện tình yêu có thật và đầy ý nghĩa trong cuộc sống hiện đại. Gặp anh hôm nay, chẳng ai có thể ngờ được chàng trai xông xáo với công tác cộng đồng này đã từng chìm trong nghiện ngập, đã từng vào tù ra trại suốt 15 năm, đã từng buông xuôi tất cả, đứng bên bờ vực của cái chết khi mang trong mình căn bệnh S giai đoạn cuối. Thế nhưng phép màu đã xuất hiện, trở về từ cõi chết và một món quà, một hạnh phúc diệu kỳ mà anh Lê Minh Phương chẳng thể ngờ được lại đến với đời mình. Đó chính là tình yêu của chị Triệu Thị Tú Hạnh. Vượt qua những định kiến của xã hội, những phản đối của gia đình, anh chị đã cùng nhau xây dựng một tổ ấm tràn ngập yêu thương, sự thấu hiểu và cả sự hy sinh. Và cũng từ đây, một hành trình mới lại bắt đầu. Hành trình của hai con người không ngừng nỗ lực để gìn giữ, vun đắp cho tình yêu của mình. Trong căn nhà thuê ở quận 7, một mái ấm như bao cặp vợ chồng bình thường khác, họ chăm sóc cho nhau, yêu thương, san sẻ cùng nhau những buồn vui trong cuộc sống. Vâng, và ngay bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với hai nhân vật trong câu chuyện cổ tích nhiệm màu này. Đó chính là anh Lê Minh Phương và chị Triệu Thị Tú Hạnh. Xin chào anh Phương và xin chào chị Hạnh ạ. Xin chào Minh Vy, xin chào quý khán giả. Rất cảm ơn hai vợ chồng anh đã dành thời gian cho chương trình Ngữ Pháp Tình Yêu kỳ này. Thưa anh Phương, thực sự là sau khi xem những cái trích đoạn vừa rồi thì Minh Vy rất là tò mò về câu chuyện về cuộc đời của anh. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn và đặc biệt là vì sao anh lại sa vào con đường đó không ạ? Cảm ơn chị Minh Vy. Tôi sinh ra và lớn lên ở tại thủ đô Hà Nội. Cho đến năm tôi 13 tuổi thì hôn nhân của gia đình của ba mẹ tôi tan vỡ. Và sự lôi kéo của bạn bè thì tôi thường xuyên bỏ học để đi bụi đời. Chúng tôi tổ chức đánh bạc, tổ chức trộm cắp, rồi tổ chức đòi nợ thuê, môi giới mại dâm. Cũng hơn 20 lần mình phải vào trong những trại tạm giam và phải trả giá bằng những cái bản án ở sau vành móng ngựa. Cho đến cuối năm 1994, lúc đó thì tôi đã sử dụng ma túy. Thì rất là nhiều lần thì tôi tìm cách thoát khỏi ma túy, hàng chục lần xích chân cai nghiện ở nhà, rồi tiếp tục đi cai nghiện tự nguyện ở các trung tâm ở ngoài Hà Nội. Nhưng mà khi trở về thì tôi lại tiếp tục trượt dài ở trong ma túy. Và cho đến cuối năm 2007 thì tôi được trả về một bệnh viện dành cho những người bị nhiễm HIV ở giai đoạn cuối. Thân thể suy kiệt, lúc đó chỉ còn 4-7kg thôi và bị mắc bệnh lao phổi. Lúc đó thì bác sĩ gọi gia đình tôi lên và nói với gia đình tôi là hãy chuẩn bị làm tang lễ cho tôi. Thì lúc đó có một người bạn nói giới thiệu tôi vào trong hội thánh ở thành phố Hồ Chí Minh để cai nghiện. Nhưng mà lúc đó thì tôi đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì với cái suy nghĩ rằng là mình đi rời khỏi gia đình, đi xa hơn để lúc đó mình có chết thì mình cũng chết ở một tại nơi xa nào đó, không có ảnh hưởng đến gia đình. Và rồi thì anh đã gặp chị trong cái giai đoạn nào của cuộc đời mình ạ? Và tôi vào đó thì sau một năm thì tôi được phục hồi về thân thể, cai nghiện được ma túy. Và sau đó thì tôi tham gia công tác xã hội ở trong cộng đồng thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ cho những người nghiện và những người bị nhiễm HIV. Và sau đó tôi gặp vợ tôi trong một lần sinh hoạt thanh niên. Khi mà gặp nhau và cùng tiếp xúc, cùng trò chuyện với nhau rồi thì ai là người mở lời trước thưa anh?
Lúc đó thì tôi là người ngỏ lời trước với cả vợ tôi. Minh Vy nghĩ rằng với tất cả những người đàn ông khác, khi mà người ta quyết định ngỏ lời thì người ta cũng có băn khoăn, có suy nghĩ rất là nhiều. Ở anh lại là một trường hợp đặc biệt khác nữa. Thế thì chắc là anh lại băn khoăn và suy nghĩ nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Có nhiều lần định ngỏ lời rồi xong lại thôi. Nhưng mà đến quyết định cuối cùng, con tim nó thúc giục quá thì mình không có được, và mình quyết định đi đến quyết định là mình sẽ ngỏ lời. Dạ. Và trước đó thì anh có cho chị biết tình trạng sức khỏe của mình không? Trước khi ngỏ lời thì tôi có cho vợ tôi biết về cái tình trạng bệnh tật của mình. Từ nãy tới giờ thì quý vị đã được lắng nghe những cái chia sẻ đầu tiên của anh Phương trong những cái giai đoạn đầu thời gian anh ấy vượt qua chính mình, rồi lại được gặp bà xã bây giờ. Nhưng mà Minh Vy nghĩ rằng cái người đã tạo nên cái bước ngoặt lớn nhất thay đổi với anh đó chính là bà xã, đó chính là cái việc nhận lời và chấp nhận anh. Thế thì xin được trò chuyện với chị Hạnh. Khi mà tiếp xúc với anh Phương và khi mà biết tình trạng sức khỏe của anh Phương như thế đó, thì lúc ban đầu suy nghĩ của chị như thế nào ạ? Thưa khán giả, rằng khi mà tôi cũng là một cái người làm việc ở trong cái môi trường là giúp đỡ những cái người ở xã hội nhiều, cho nên là đó, cái vấn đề của một người bị bệnh dường như là nó rất là bình thường, không có cái gì mà nặng nề hết. Cho nên là khi mà nghe ảnh nói rằng ảnh bị bệnh như vậy thì mình thấy rằng mình rất là bình thường, và mình nhận lời ảnh cũng không có suy nghĩ rằng ảnh là một người bệnh đó, chỉ có suy nghĩ rằng người này mình sẽ chọn và mình đang ở trong cái một cái điểm đó là mình đang yêu anh ta. Rồi khi mà hai anh chị quyết định kết hôn với nhau thì phản ứng của gia đình hai bên như thế nào ạ? Anh Phương nói về cái vấn đề kết hôn thì mình cũng ngỏ lời và mình nói chuyện với gia đình, thì hầu như là gia đình phản đối. Đối với một căn bệnh bình thường họ còn phải suy nghĩ, nhưng mà căn bệnh này thì làm cho gia đình và mọi người suy nghĩ nhiều hơn, cho nên là ba mẹ cũng phản đối, các anh chị cũng phản đối. Nhưng mà vì ở trong gia đình thì cũng có một chị gái cũng quen một cái người anh cũng giống hoàn cảnh của anh Phương, và anh chị phải phấn đấu trong vòng 3 năm thì gia đình mới đồng ý để cho anh chị vừa kết hôn xong. Khi mà anh chị vừa kết hôn xong thì mình ngỏ, mình nói chuyện với gia đình thì ba mẹ cũng suy nghĩ, cũng đắn đo, nhưng mà thấy được cái sự chân thành từ ảnh cho nên là ba mẹ quyết định đồng ý. Vâng, có thể thấy rằng có một cái sự trùng hợp khá là ngẫu nhiên, đó là với trường hợp của chị Hạnh thì trong gia đình của mình có một chị gái như chị đã chia sẻ đó, thì cũng một chút gì đó Minh Vy có thể gọi là dễ dàng hay không? Một chút gì đó dễ dàng trong cái việc là mình có thể thuyết phục những người thân trong gia đình. Không dễ lắm ha anh? Trước đó mấy năm ấy thì trước khi yêu nhau ấy thì gia đình cũng đã biết rồi và đã phản đối rất là nhiều. Phải mất một quá trình thuyết phục cho đến cái đám cưới của người chị gái thành công rồi thì mới đến hai vợ chồng tôi. Từng chặng đường đúng không ạ? Quả thật là khi mà quyết định kết hôn với những người bị mắc bệnh HIV/AIDS thì không dễ dàng chút nào hết. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của những người xung quanh về vấn đề này. Ngày xưa trước đây họ thành kiến với HIV, như vậy mình có thể sống chung với HIV. Nếu mà mình có kiến thức về trong ngành y tế thì mình có thể vẫn sống chung với HIV và mình vẫn là hạnh phúc đứa đôi. Chắc chắn là gia đình sẽ phản đối rồi, còn bạn bè thì sẽ có nhiều lời ra, còn xã hội thì cũng có một số phương diện nó sẽ phản ánh nữa. Nhưng mà nếu mà ai thật sự, mà mình là người trong cuộc, nếu mà ai thật sự hiểu thì chắc anh sẽ là ủng hộ. Giống như bây giờ, nếu mà một người mới đưa về á, không cần là bệnh HIV đâu mà chỉ cần có một bệnh gì bình thường thôi, nhưng mà nói là gia đình đã lo lắng rồi, hay là tất cả người nhà hay là như nào đã ngăn cản rồi chứ chưa phải là bệnh đó đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống tốt á, nhớ mọi mình với người đó sống tốt, đẹp, yên ấm rồi thì hạnh phúc. Tức là gia đình thấy rồi, thấy cái hoàn cảnh như vậy rồi thì khi đó thì dần dần mình sẽ chia sẻ xong thì chắc chắn gia đình sẽ hiểu. Dĩ nhiên là mình cũng có một chút chặn lòng, tại vì tại sao con mình phải chọn lựa một cái chọn lựa mà có thể xã hội cũng không có mong muốn và gia đình cũng không muốn, nhưng mà vì hạnh phúc của con mình, nếu tới con mình hạnh phúc thì là chính là mình hạnh phúc, thì dù có chặn lòng thì cũng
chấp nhận. Xã hội mình thì đang kêu là không kỳ thị với người nhiễm HIV, nhưng mà thực chất thì vấn đề này cũng là rất là nhạy cảm. Mình không phải nói vấn đề này mình nên hay không nên, thì có những người ngoài mặt thì họ nói là nên, nhưng mà thực chất thì họ không muốn như vậy. Tại vì một khi mình đã quyết định là lấy một người nhiễm HIV thì một là vấn đề là gia đình, hai là cái dòng nhóm nó dõi mình thì tất nhiên sẽ không được rồi, nên họ sẽ rất là nhạy cảm. Thứ ba nữa là mình rất nhiều người thân hoàng mình sẽ phản đối điều này, nhưng mà khi yêu cầu mình giúp đỡ họ thì mình sẽ giúp đỡ, nhưng vấn đề hôn nhân thì mình sẽ nói không. Mặc dù là chúng ta đã có cái nhìn thoáng hơn với những người bị nhiễm HIV/AIDS, nhưng mà dường như là không có loại bỏ hoàn toàn được cái định kiến. Thế nên là khi hai anh chị kết hôn với nhau thì có lo sợ dư luận hay là những cái định kiến xung quanh về mình không ạ? Khi nói đến cái vấn đề kết hôn mà có thể chia sẻ để cho tất cả những cái người ở dư luận có thể hiểu được mình, thì đó là một cái vấn đề rất là khó. Khi mình làm ở công ty, khi mà mình chia sẻ cái vấn đề này cho một cái người đồng nghiệp nghe, thì người đồng nghiệp này trợn mắt lên, ồ, ngạc nhiên và rất là tỏ ra là giống như là một cái điều gì đó mà không ngờ đến. Giữa mình với họ dường như có một cái khoảng cách nhờ. Mặc dù mình không có bị vấn đề đó, nhưng mà nghe như vậy thì họ có một cái khoảng cách. Và họ bắt đầu nói chuyện với nhau và họ xì xào với nhau, thì mình thấy cũng không có vấn đề gì, tại vì mình không có phải sống vì những cái lời nói của họ hay là suy nghĩ của họ, nhưng mà mình sống vì mình thấy rằng mình đang ở trong một cái gia đình và một cái thời gian rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Nhưng theo Minh Vy được biết thì những người mắc bệnh HIV/AIDS thì có tuổi thọ rất là dạ. Khi mà quyết định gắn kết cuộc đời mình với một người đàn ông, đó là một chỗ dựa, là một cái nơi để mình nương tựa vào, thì chị có cảm thấy lo lắng, có cảm thấy băn khoăn? Khi mà yêu nhau thì mình cũng tìm hiểu qua về cái căn bệnh này, về tuổi thọ, về tất cả mọi thứ, thì mình mới biết được rằng cái tuổi thọ họ sống không phải nhất định là phải một 10 năm, 20 năm, nhưng mà họ có một cái cuộc sống có thể lâu dài hơn khi mà có cái cuộc sống lạc quan. Cho nên là cái vấn đề về tuổi thọ khi mà quyết định lập gia đình với nhau thì nó cũng không phải là cái rào cản lớn. Mặc dù nhiều khi mình cũng có suy nghĩ đến rằng không biết là anh sẽ sống với mình được bao lâu. Nhưng mà chỉ thoáng qua trong một, hai lần gì đó cho tới bây giờ thì hầu như mình không có nghĩ tới vấn đề đó nữa. Minh Vy thì chưa được thấy những cái hình ảnh trước đây hay là trong quá khứ của anh Phương, cho đến cái thời điểm mà anh Phương mắc bệnh như anh Phương chia sẻ chỉ còn 40 mấy ký, thì Minh Vy cũng chưa thấy được những cái hình ảnh đó. Minh Vy cũng không có một cái sự so sánh rõ nét. Nhưng mà thưa quý vị khán giả của chương trình Ngữ Pháp Tình Yêu, ngày hôm nay khi mà được gặp hai vợ chồng anh Phương và chị Hạnh ở đây và khi ngồi trò chuyện, thì Minh Vy cảm thấy rằng anh Phương là một người hoàn toàn rất là mạnh khỏe, có tràn đầy năng lượng. Minh Vy nghĩ là vậy, có thể dùng từ đó. Tại sao anh lại có một cái sự thay đổi rõ rệt như thế? Có những cái thay đổi như vậy thì thứ nhất là nghĩ rằng là có cái sự giúp đỡ, quan tâm của nhiều người. Thế đó là gia đình, rồi bạn bè, và thêm cái tình yêu, của bà xã dành cho tôi nữa. Rồi thêm những cái mình làm những công việc có ích, giúp đỡ cho nhiều người, nó qua cái niềm vui để cho mình được khỏe mạnh. Vâng, thưa chị Hạnh, thông qua tất cả các hình thức tuyên truyền thì chúng ta cũng biết những cái cách thức để có thể tiếp xúc với những người mắc phải căn bệnh HIV/AIDS như thế nào. Nhưng mà Minh Vy xin được hỏi sâu hơn một chút, cụ thể hơn một chút, bởi vì đây là trường hợp mà người thân trong gia đình của mình mắc phải căn bệnh ấy, thì chị có gặp những cái khó khăn nào hay không? Đối với hai vợ chồng thì dường như là không có vấn đề gì trở ngại cả. Tại vì anh Phương cũng là một cái người làm trong công tác xã hội, và anh cũng được tập huấn về những cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho đời sống cá nhân riêng của mình. Mình thì cũng được huấn luyện qua những cái khóa như vậy, thì mình cũng biết được cái cách tự chăm sóc cho mình và những cái trường hợp nào mình sẽ làm như thế nào. Gần đây thì có một dịp khi đi về Hà Nội,
thì hai vợ chồng đi thì bị tai nạn xe. Khi mà tai nạn xe thì ảnh bị chảy máu ở đầu, thì tay của mình lúc đó cũng hơi trầy xước một chút. Thì khi mà mình lấy cái tay của mình giữ cái vết thương để cho nó không chảy máu thì nó cũng có một chút xây xát, thì cũng rất là ngại. Nhưng mà trong cái quá trình chuyển từ cái địa điểm bị tai nạn đến bệnh viện, thì trong cái quá trình ảnh đưa vào trong cái cấp cứu đó thì mình thì tìm cách để mình sơ cứu ngay tại chỗ, nhờ y tá ở tại đó cho mình những cái thuốc để mình tự sát trùng và xà phòng để mình rửa. Và sau ngày hôm đó thì mình cũng không thấy an tâm. Thì sau khi không an tâm như vậy thì mình sẽ dùng thuốc gọi là thuốc phơi nhiễm dành cho những người không mắc bệnh có nguy cơ. Thì mình khi mà mình dùng thuốc đó trong vòng 1 tháng và kiểm tra sức khỏe thì không có vấn đề gì hết. Và hầu như mỗi tháng thì hai vợ chồng đều đưa nhau đi kiểm tra sức khỏe, và mình phải test lại, kiểm tra thêm sức khỏe của mình có vấn đề gì hay không. Bản thân tôi là một tuyên truyền viên đồng đẳng về cái công tác phòng chống HIV. Tôi được tập huấn và bà xã cũng được tập huấn. Thế cho nên là vợ chồng giữ gìn cho nhau rất kỹ lưỡng và rất cẩn thận. Thì tôi nghĩ rằng là cái tình huống mà lây nhiễm HIV thì nó rất là khó. Giả sử như những tình huống mà nó không tưởng gì nữa thì chắc tôi nghĩ rằng chắc là vợ tôi cũng vui vẻ. Hiện tại thì anh chị đang bước sang một cái chặng đường khác nữa, là đón thêm một thành viên nữa trong gia đình nhỏ của mình. Thì anh chị có chuẩn bị gì về mặt tâm lý cũng như là những cái công tác khác không ạ? Và khi cái vấn đề có con này thì cũng tìm hiểu qua nhiều cái thông tin. Thì khi tìm hiểu như vậy thì mình cũng thấy rằng có rất là nhiều cặp họ lập gia đình với nhau và họ sinh con thì con và mẹ không có vấn đề gì cả. Nếu như mà một người bị bệnh muốn có con thì sức khỏe của người đó, sức đề kháng của người đó nó phải ở mức độ của người gần bình thường. Cho nên là khi sức khỏe của anh Phương phục hồi trở lại khỏe mạnh bình thường thì cái vấn đề có con thì nó không có vấn đề gì khó khăn. Và hai vợ chồng cũng chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận. Vâng, thưa quý vị, đến thời điểm này thì có lẽ là các khán giả của chương trình Ngữ Pháp Tình Yêu, chúng ta sẽ có một cái nhìn mới hơn với những người chẳng may mắc phải căn bệnh HIV/AIDS. Có những người nếu như mà chúng ta yếu đuối về mặt tinh thần và buông xuôi thì đó là bản án tử. Nhưng với những cá nhân khác, từ đó họ lại có những cái nghị lực, có những cái động lực để vươn lên và thay đổi cuộc sống của mình. Trước khi tiếp tục với cuộc trò chuyện này, Minh Vi xin mời quý vị sẽ dành ít phút, chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm những hình ảnh mới của anh Lê Minh Phương. Anh Phương hiện là đồng đảng viên tích cực của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Bình Chánh và Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố Hồ Chí Minh. Khi thì ở trung tâm cai nghiện của Hội Thánh, khi thì tham gia cùng nhóm Sức Sống Mới, nhóm Tự Lực để giúp đỡ cho những người nghiện ma túy trở về với cộng đồng. Anh Phương trở thành người bạn, người anh, ân cần chu đáo chăm sóc cho mọi người. Còn chị Hạnh, ngoài công việc của một người công nhân, chị cũng tham gia vào công tác tình nguyện của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Bình Chánh, cùng anh đi tuyên truyền, khuyên giải, động viên những người đã và đang vấp ngã. Đôi vợ chồng trẻ lúc nào cũng hăng say với công việc của mình. Đối với họ, dường như đây đã là một phần cuộc sống, một phần của hạnh phúc. Những người vấp ngã cũng nhìn vào hạnh phúc của anh chị để thêm nghị lực, thêm niềm tin, đấu tranh với ma túy, với cái chết trắng. Thì anh Phương có giới thiệu tôi vào trong này, và tôi đã ở trong cái trung tâm cai nghiện Cơ Đốc này là đến nay là được gần 6 năm. Và sau khi mà tôi đã cai nghiện được hoàn toàn, đã hồi phục sức khỏe, thì tôi đã thành lập gia đình ra ở riêng, và hiện tại đây là ngôi nhà tôi đang ở. Cái đầu tiên là đập mắt tôi là anh Phương, chính nhìn vào anh Phương luôn. Anh Phương đã được thay đổi rất là nhiều. Cái gì mà mình chưa nắm vững được thì anh Phương dạy dỗ tâm lý, anh ấy bảo dần để rồi mình biết. Một góc tường treo kính những bằng khen như minh chứng cho những nỗ lực, phấn đấu vươn lên sống đẹp, sống có ích của một người trót lầm đường lạc lối, đã và đang làm lại cuộc đời mình. Chợt tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới, và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai.
Anh Phương ơi, anh Phương có thể cho các khán giả biết là lý do tại sao anh lại quyết định là dành thời gian của mình để tham gia các công tác giúp đỡ những người bị nghiện cũng như là những người đã sau cai nghiện không ạ? Bản thân tôi là một người nghiện ma túy lâu năm và đã được thoát ra khỏi cái sự trói buộc của ma túy. Và tôi thấy rõ rằng cái cuộc sống đó có thể gọi là một cuộc sống mà một con người nhưng mà không được như một con người. Và tôi, đó là cái lý do mà tôi muốn gắn kết với công việc này để giúp đỡ, để chia sẻ với nhiều người nghiện hơn để họ có thể thoát khỏi cái sự trói buộc của ma túy. Nhưng mà những cái công tác đấy thì cũng chiếm rất là nhiều thời gian của anh Phương nữa. Anh có băn khoăn lo lắng là anh bị thiếu hụt cái thời gian để mà chăm lo cho gia đình, chăm sóc cho bà xã không? Tôi cũng có lo lắng về cái thời gian đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là trước khi đến với nhau thì vợ tôi cũng hiểu cái điều đó. Và vợ tôi cũng là một người tham gia công tác xã hội, thì tôi nghĩ rằng là bà xã sẽ thông cảm. Khi mà trò chuyện ở đây á, thì Minh Vi nghĩ rằng hai anh chị rất là dễ cảm thông với nhau, rất là dễ chia sẻ với nhau. Nhưng mà theo Minh Vi được biết thì hầu như tất cả các cặp đôi trên đời này khi mà yêu nhau cho đến lúc mà kết hôn với nhau và có cái cuộc sống chung thì thỉnh thoảng trong cuộc sống mà chúng ta cũng có những cái mâu thuẫn, cái va chạm với nhau. Thì không biết là trong cuộc sống của hai anh chị có bao giờ xảy ra những tình trạng như thế không ạ? Có chứ chị. Nếu như cuộc sống thì nó phải có va chạm. Dạ vâng. Hôn nhân thì nó phải có những cái lúc mà trục trặc. Trục trặc xong rồi thì nó mới hạnh phúc. Dạ. Hai vợ chồng tôi cũng vậy. Thế nhưng mà có những cái lúc như vậy, mình có thời gian mình suy nghĩ lại thì cái quá khứ của mình, suy nghĩ lại cuộc đời của mình, và tôi thấy rằng đó, cái cuộc sống hôm nay, cái hôn nhân hôm nay, cái tình yêu của vợ tôi dành cho tôi cũng đó là một món quà của ông trời ban cho. Mình cần phải trân trọng cuộc sống của mình trong hiện tại, từng giờ từng phút phải sống hạnh phúc với nhau và sống cho ý nghĩa. Và mỗi lần suy nghĩ như vậy thì tự nhiên là hai vợ chồng tự dưng làm lành với nhau. Rất là cảm ơn hai anh chị đã có những cái chia sẻ tuyệt vời về cuộc sống của mình, về câu chuyện của mình với khán giả. Thế thì ở thời điểm này và nhìn về tương lai thì anh chị có những cái dự định nào không? Cái điều tiên là mình mong em bé được ra đời mạnh khỏe. Sau đó thì hai vợ chồng sẽ nuôi dạy và chăm sóc bé để bé có thể lớn lên, trở thành một người tốt, một người có ích cho xã hội. Ngoài ra tôi muốn là sẽ xây dựng một cái trung tâm cai nghiện. Mình tiếp tục chia sẻ, tiếp tục giúp đỡ với nhiều người nghiện ma túy, nhiều người bị nhiễm HIV hơn để họ có nghị lực, để họ có thể sống một cuộc sống được thay đổi, được vui mừng, được hạnh phúc hơn, lạc quan hơn, để những người đó họ có thể thay đổi và giúp đỡ lại được nhiều người khác hơn nữa. Vâng, rất là cảm ơn anh Phương và chị Hạnh đã đến với Ngữ Pháp Tình Yêu kỳ này. Và cũng thay mặt chương trình xin được chúc cho dự định của hai anh chị sẽ sớm trở thành hiện thực. Và chúc cho gia đình nhỏ của hai anh chị luôn tràn ngập tiếng cười. Quý vị và các bạn thân mến, qua câu chuyện của vợ chồng anh Phương và chị Hạnh ngày hôm nay, chúng ta có thể cảm nhận được cái gọi là sức mạnh tình yêu. Không chỉ sưởi ấm được tâm hồn mà còn giúp tái sinh một con người và thay đổi cả một cuộc đời. Và đến đây thì chương trình Ngữ Pháp Tình Yêu cũng xin được khép lại. Minh Vi rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Quý vị cũng có thể viết thư để chia sẻ cảm xúc của mình và gửi về cho chương trình thông qua địa chỉ là ngữphaptinhyeuamoc@gmail.com. Những lá thư hay chia sẻ giàu cảm xúc chúng tôi sẽ chọn trao thưởng 3 tháng một lần. Còn bây giờ thì Minh Vi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.